Đấy các chị tầm 55, trên dưới 55 cân nhá. Tím này 80.000 mã tím, con này khóa đồng nhá. Khóa đồng này, trên dưới 55 cân này, chốt cho em mã tím này. Tím này sang ấy chưa, mặc nhã chưa. Tím 80 chốt cho em mã tím này. Tím này chị Tít Hương này. Cái chất này chất nỉ cốt tông ấy chị ơi. Nó không như những cái kia đâu, tức là chất nó đẹp ấy. Độ mới có những con rất mới, có những con chất nó độ mới nó chỉ vừa phải thôi, nhưng mà chất nó đẹp. Tím với chị Tít Hương này. Đây con này trong toàn bộ này, con này là dòng siêu phẩm này. Em 1m67 58 cân nhá. Ừ đúng rồi, hàng nhanh lắm. Con này em sẽ đọc mã sau, nhưng con này nó là hàng siêu phẩm. Mới quá luôn. Này. Nó bị kẹt khóa em sẽ sửa được nhá. Tại vì em sửa rất là nhiều khóa rồi, cho chị nào size chuẩn M nhá. Con này 150.000 nhá. Chốt cho em mã này mã số 3 nhá. Đẹp lắm đó chị ạ. Mới mà trong một lót lông đó chị nhìn này. 150.000. Chốt cho em mã số 3 nhá. Cái khóa nó bị dập vào thôi, em đẩy lên em sẽ báo nhá. Chị nào chốt được con này em sẽ báo này. 3 chị Phương Du này. Ba chốt chị Phương Du nhá. Đặng Hoa sau rồi đây này. Linh Anh cũng sau nhá. Em 1m67 58 cân, em mặc size M và L nhỏ nhá. Đấy, con này chuẩn M này. Đây có con bomber này, bomber dạ nhá. Bomber dạ cho chị này. Tay của nó phối da á chị ạ. Tay là tay phối da này, còn đây là dạ nhá. Đấy. Các chị cứ size chuẩn M nhá. S thì mặc rộng đấy, chuẩn M tầm khoảng 50 52 cân tùy chiều cao. Tùy chiều cao nhá. Đấy. Con này bán bao nhiêu nhỉ? Con này bán 80.000 nhá. 80.000 chốt mã 80 cho chị chuẩn M đấy. Họa tiết này xinh chưa này? Con này nó ghi size S này nhưng mà form to nhá, các chị phải L đấy, ML đấy. Con này ghi size S này nhưng các chị phải form 55 cân. Đấy, 80 cho Thiên An này. Chị Hương Nguyễn sau này, chị gì đấy? Chị Phan sau nhá. Thiên An 80 này. Hàng qua đi hết rồi nhá chị ơi. Con này cho chị 55 cân, trên dưới 55 cân nhá. Nó ghi size S nhưng mà form rộng nhá. Các chị phải size M, L được các chị ơi. Con họa tiết này 70.000 thôi này. 70.000 mã họa tiết nhá. Mã họa tiết 70 các chị, 55 đến 60 cân vẫn vừa luôn. Họa tiết 70, họa tiết này. Đẹp chưa? Họa tiết này cũng 70 đi nhá. Họa tiết cho Trang Nguyễn này. Họa tiết cho Trang nhá. Hoa sau này, chị Bơ đi sau này. Đấy. Đây, một con nỉ, rồi con này mới đẹp này. Đỏ đô này, xinh chưa? Con khoác nỉ đỏ đô chị size L này. Con này phải 60 cân. 60 cân nhá chị ơi. Đẹp chưa? 90.000 chốt cho em mã đỏ đô này. 60 cân size L nhá. Trên dưới 60 cân đều được. Đây, cái nỉ nó cũng rất là rộng rãi nhá. Các chị mà thấp thì 55 cân mặc được, tại vì dáng nó đẹp. Con này dáng nó ôm rất đẹp. 90.000 đỏ đôi Đặng Hoa này. Đặng Hoa mặc bị rộng ấy nhá. Hoa mặc bị rộng đấy. Hoa có lấy không này? Nếu thích khoác rộng thì mặc được nhá. Nó ghi size M đấy, con này ghi size M hàng U. Ừ, hàng Uniqlo này. Của Trung Quốc này. Nó đậm hoa này. Màu cam này, bomber đấy, chị nào hỏi nỉ bomber đấy. Đẹp chưa? Con này size M các chị, 55 cân, tầm 55 cân đấy. Tầm 55 cân size M nhá.
90.000 này, chốt cho em mã cam. 55 cân size M. Họa tiết trên này em xem nào. Họa tiết em có thấy chị đâu, chị bơ đi này. Chị Trang Nguyễn họa tiết, xong đến chị bơ đi họa tiết này. Xong đến Đặng Hoa họa tiết này. Chị bơ đi sau nhé chị ơi. Sau ai trước em sẽ đọc trước nhé. Cam 90 cho Trang này. Ai trước em đọc trước nhé chị ơi. Chị sau đấy. Cam 90 cho Trang Nguyễn này. Sách này với chị này. Xem nào. Xem. Mấy màu gì đây. Con này như của nam nhá. Đây. Đằng sau là chữ thêu nhá chị ơi. To lắm này. Con này phải 65 70 cân nhá. 70 75 cân. Con này độ mới nó không cao lắm đâu nhá. Độ mới nó không cao lắm đâu. Thế em bán con này cho chị để khóa em chả kéo lên được. Bán con này 60.000 thôi. Hình như nó bị mất một khóa rồi, để chỗ em xem đấy nhá. Nó mất một cái, con này là hàng hai khóa, nó bị mất một khóa rồi, chỗ em xem đó. Đây có con bomber này đẹp này. Ôi con này chất dai chất này. Con này cũng form size M nhá. Đẹp chưa? Size M 90.000 này, chốt cho em mã phối này. Size M mã phối 90. Chất dai chất đẹp. Phối 90 mã phối này. Đấy em đây em là em khui kiện nguyên một kiện nhá. Hàng nó có như thế nhá chị nhá. Đây những hôm nay là mới phối 90 nhá. Hàng nó có thế rồi đấy. Những siêu phẩm này em lên hết rồi đấy. Phối 90 cho em mã phối. Mã phối 90. Đây dàn di đây. Dàn di này chất nỉ cốt tông nhá. Độ mới này, em cảm giác nó không cao đâu. Đấy em báo luôn cho chị này. Em cảm giác nó cứ bị nhạt nhạt nhòa kiểu gì ấy. Chị nào thích dàn di thì chốt này. Đây con này đúng hai khóa đây. Con này size L chị ơi. Nữ thì size L nhá. Nam là size M nhá. Trên dưới 55 cân bằng được này. Tầm 54 đây. Đấy. 70.000 thôi này. 54 đến 58 cân nhá. 70.000 nhá, chốt mã 70 nhá. Nó không được nét căng đâu. 70.000 mã 70 nhá. Đấy nhưng chị nào thích độc lạ vẫn lấy được. Vẫn chốt được. Đây thể thao xịn đây. Trời ơi săn ngay con này thể thao xịn sò nhá. Các chị size M này. Áo này chắc cũng gây size L đấy. Nhưng mà form size M nhá. Con này 120.000. Vì nó đẹp ấy nhỉ. 120.000 nhá. Chị nào M, L bằng được luôn này. Chốt cho em mã số 2 này. Phối 70 à. Phối 70 cô lưu đỗ sợ không vừa ấy. Vì con đấy ôm lắm. 120.000 mã số 2 này. Những hàng này hiếm lắm chị này, hàng nỉ thể thao này, hiếm cực luôn. Số 2 cho Trang Nguyễn này, em đọc mã số 2 ấy chị ạ. Số 2 cho bạn Trang Nguyễn này. Dự bị cho ai đây chị Nguyễn Thị Lan Anh thứ 2 này. Chị Vi Dung sau này, chị Hạnh Nguyễn sau này, đấy. Hôm nay chị Vi Dung chưa được con nào. Con này nó ghi size XL chị ơi. Con này ghi hẳn XL nhá. Đây con nỉ hồng nhá chị này. Con này cũng rất đẹp này chị ơi. Hàng nỉ đó chị chốt hết đi này. Những cái hàng nỉ này mặc nó bền lắm. Mặc siêu bền luôn nhá. Đây là thêu nhá. Co giãn thì co giãn thì cứ vứt ra này. Tiếp này các chị ơi, con này các chị size M này, ML bằng được nhá. 55 58 cân nhá. Xinh chưa? Thêu này cho chị này. Con này đẹp cực, 90.000 thôi. Cho chị tầm 55 58 cân nhá. Size ML mà được 90.000 chốt mã 90. Có thấy ánh nhá. 90.000 mã 90 nhá. Các chị size ML bằng được luôn ấy. Nhá. 90 này.
90 cho anh Quỳnh Phan trước này. Anh Quỳnh Phan này. Cô Lưu Đỗ sau này. Tiếp nha chị ơi. Lên cho chị một con màu đỏ tiếp này. Màu đỏ thể thao này, con này dai chất này. Tí em sẽ xả hàng 50 nhá. Hàng đẹp lên trước này. Đấy Trang Nguyễn có nhường chị không? Có nhường chị Lan Anh không này? Con này bị bẩn tí đây này. Con này chị size L nhá. 60 cân mặc được. 55 60 cân vì dáng nó ôm nhá. Những cái hàng thể thao chị rất là dễ mặc. Vì nó dáng nó ôm nhá và co giãn nên là các chị 55 60 cân mình mặc ML mặc được hết với em nhá. Này. Có khi 63 cân cũng được nếu mà cái chị nào cao 1m6 1m65 thì 63 cân cũng được luôn đấy. Con này bị bẩn đây nhá. 60.000 thôi. Chốt cho em mã 60. 60.000 mã 60 này. Con này xinh này. Chị Nguyễn Thị Lan Anh. Chị Lan Anh hình như mới có một đơn mà. Con này size LXL này. Hôm trước em được bộ nỉ nhung thể thao. Cái bộ sọc đấy đúng không? 60 cho cô Lưu Đỗ này, chị Lan Anh sau này. 60 cho cô Lưu Đỗ nhá. Size LXL này chị ơi. Đấy. Con này chị dáng rộng nhá, 65 cân nhá. Chị nào trên 60 cân. 60 65 cân này. Con này bán 80.000 nhá, chốt cho em mã 80. 80.000 mã 80. Nhường ơi. Nhớ chị Nguyễn Thị Lan Anh này. Nhớ chị Nguyễn Thị Lan Anh nhá. Ok này. 80.000 chốt em mã 80. Con này với hàng với con này với sướng đời đấy chị ơi. Ôi. Đây các chị đừng ấy mà. Nó còn nhiều con đẹp đây này. Đấy. Các chị này 60 65 cân nhá. 80.000 coi lấy à? Ôi ôi. Coi này 150.000 nhá. Nó đẹp từ chất đến cả phong cách luôn nhá. 150 này. Các chị size L nhá, 60 65 cân nhá. Các chị nào mà thấp thì 55 cân mặc cũng được luôn nhá. 150. Chốt cho chị Vi Dung này. Chị Vi Dung này, nó đẹp từ dáng đến chất luôn đấy. Tiếp nhá. Đây này, con này dáng rất là này, trời ơi này. Có xịn không này chị này? Size M này. Con này ghi size M này, sờ cái chất nó cũng đẹp cơ. Con này trẻ trung quá. Ơ cứ đợi à? Ừ, quên chị ấy chị tưởng ôi con này khóa xịn quá này. Con này em chả biết của nam hay của nữ, khóa nó còn có da nhá chị này. Đấy nó còn miếng da thật luôn đấy. Ôi con này đẹp quá này. Con này 180.000 nhá, tại vì nó xịn lắm. Nó như kiểu là hiệu xịn nhất kiện hay sao ấy. Chị nào size M, L, bon chen được nhá. 180.000. Chốt con này, chốt cho em mã số 8 đi. Mã số 8 đi. Đấy đây là da thật này. Da thật nhá chị nhá, da thật này. 180.000 chốt mã số 8. Mã số 8 các chị ơi. Con này nó ghi size M đi nhá. Mã 8 chị Vi Dung đấy. Mạng nhà chị cũng chậm mà. Mã 8 chị Vi Dung này. Chị Phương Du sau nhá. Chị Thanh Điền sau này. Chị Lan Anh sau này. Đây là hàng Mỹ các chị ạ. Đấy em cũng không mấy khi chú ý những cái hiệu kia nên chính ra em bán. Nhưng con hiệu đấy quá là rẻ đấy. Còn nhiều shop họ cứ canh những cái hiệu Mỹ xịn đấy họ cứ bán 400-500 ấy. Số 8 hết nhá. Có áo chống nắng nam. Chống nắng nam mình như không đây, khoác nỉ cho chị này. Đấy. Đẹp chưa? Còn bộ nhung em sẽ lên này.
55 60 cân. Ôi dồi, nãy ai hỏi con hồng đỗ đây nhỉ? Thêu nhá, 100 nghìn nhá, chốt cho em mã thêu này. Đẹp quá chị ơi này. 55 60 cân nhá, size ML dáng rất là đẹp. Em 100 nghìn mã thêu nhá, em rất thích những cái con dáng ấy này. Những con khoác nỉ này, hồng đỗ này. Hôm nay bạn ấy bạn hỏi mà không có này. Nếu không ai lấy con này chúc em chụp cho bạn này lấy ngay đi này. Mã thêu này, thêu con lưu đỗ này. Tiếp theo chị ơi. Con này phối xinh chưa này? Thêu hết nhá chị ơi. Này. Con này tay ngắn này, thân dài này. Đấy, nó là dáng tay lỡ nhá. Đấy, nó màu nó cũng rất là thể thao nhá. Xinh chưa? Cho chị size L đi, 55 đến 60 cân nhá. Con này thể thao này xinh quá này. 90 nghìn chốt cho em mã thể thao này, nó là chất cốt tông đó chị ơi, nỉ cốt tông nhá. Đẹp chưa? Rất phối, rất là đẹp. Eo nhá. Các chị 55 60 cân bằng được nhá. ML bên trên được hết. Những cái chất nỉ cốt tông này nó rất là co giãn nhá. 90 nghìn chốt cho em mã thể thao này. Chị nào thể thao lấy con ấy đẹp. Đây này. Những cái con mà tem mác như này thì nhiều số am hiểu về những cái đấy thì bán được giá. Em không rõ lắm. Đây. Tiếp nha chị ơi. Con này chị size L này, 60 cân nhá. Con này không biết là nam hay nữ luôn này. Size L này, tầm 60 cân nhá. Con này 80 nghìn chốt cho em mã đen này. Mã đen 80 nhá. Đen 80 chốt cho em mã đen. Size L đấy, tầm 60 cân ấy. Mã đen 80. Con này size M nhá, dáng rộng nhá, size ML bằng được. Con này dáng rộng này. Nên các chị size ML bằng được luôn nhá. Chị chỉ like cam thường thôi. Còn nhiều người crop top này. ML nhá chị ơi. Con này nó ghi size M, chị size L mà được, con này mới này. Đẹp chưa này, 90 nghìn nhá, nó nhẹ nhẹ thôi, nó mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi nhá. 90 nghìn chốt cho em mã đẹp này. Con này đẹp cực. Đấy, chốt cho em mã đẹp 90 này. Đẹp 90 chốt cho em mã đẹp nhá. Đẹp cho Trang Nguyễn này. Đẹp cho Trang Nguyễn này. Nói chung là đầu like thì nó sẽ đẹp hơn đó chị ơi. Còn những con cuối like ấy, cuối like em xả 50.000, 60.000, 50.000 thì nó cũng không được đẹp như này đâu. Các chị săn hàng đẹp bên này vẫn còn rất là nhiều con đẹp đó chị này. Con này dai chất đẹp lắm đó chị ơi. Con này ăn chơi lắm đây này. Toàn bộ thêu nhá. Chào Thu Thu nhá. Toàn bộ thêu đấy. Nó dai chất này, chất thể thao này, xịn cực luôn này. Đây là bên này lông nhá. Bên này là thêu nhá. Các chị size ML bằng được. Đấy. Bomber này, ML bằng được nhá chị ơi. Con này chất đẹp quá này. Chất đẹp quá đẹp nhá. 100 nghìn này, chốt cho em mã 100 này đẹp quá. ML bằng được, dáng crop top này. 100 nghìn con này rẻ cực. Chất xịn đẹp. Chào Thu nhá. Đây này mới đấy. 100 cho Trang Nguyễn này. Một trăm cho Trang Nguyễn nhá. Chị Phan sau này. Jessica này. Thu sau nhá. Trang Nguyễn này. Tiếp con nâu này chị ơi. Con nâu này dáng nhiều cúc quá. Em còn đây một dùng bộ nhung ở đằng sau đây. Em chưa lên đâu. Bộ nhung chắc cuối tuần mới lên nhá. Bây giờ còn nhiều hàng nỉ này em. Like nốt hàng nỉ đã. Còn đây là bộ nhu đằng sau là em đã ghép hết rồi. Nhưng chắc là chưa lên được. Có thời gian nếu lên hết được nỉ thì em sẽ lên nhung. Nhưng mà nỉ chắc là một like không hết được. Size LXL nhá. Con nâu này tay bồng này chị này. 70.000 mã nâu nhá. Chị 60-65 cân trở lên đấy. Nâu 70 mã nâu nhá. 60-65 cân trở lên đấy chị ạ. Mã nâu 70. Con này đẹp này.
Ai lấy nâu chốt nâu nhé. Mã nâu 70 chốt cho em mã nâu này. Đây con này xinh lắm đây này. Con này xinh lắm chị ơi. Con này nó phối rêu đẹp quá này. Các chị tầm 55 cân này. Ôi dồi ôi xinh, ôi dồi ôi hỏng mất khóa rồi. Tiếc chưa. Về sửa khóa nhé, con này mà không hỏng khóa thì được ăn tiền lắm này. Nào hỏng khóa này. 50.000 nhá, chốt cho em mã hỏng khóa nhá. Con này rất đẹp, về các chị sửa khóa đi mà mặc này. Tầm 55 cân nhá, 50.000 mã hỏng khóa rồi. Về sửa đi mà mặc các chị ơi. Con này đẹp lắm. Phối rêu thể thao này. Đây con này các chị vừa là áo tập chạy, vừa là áo chống nắng này, chất dai xịn này, hỏng khóa cho Trang Nguyễn này. Đây nhá, con này chất dai xịn nhá. Chắc tầm size M này. Các chị size M này, M size M nhá. S bon trên được này, dáng nó rất là ok. Con này các chị mặc đi chạy đi tập này. Chống nắng đều được nhá. Con này 90.000 nhá, chốt cho em mã xịn đi, mã xịn đấy chị ơi. Cho Trang Nguyễn này. 50 hỏng khóa này, mã xịn 90 này. Xịn 90, xịn chưa? Xịn cho chị Phương Du này. Xịn này chị Phương Du chốt trước, xong đến chị Cá Thu này. Xịn chốt chị Phương Du này. Nó ghi size M đấy chị ạ. Tiếp này con đen này. Đây ai thích đen dáng rộng này, lúc đầu like các chị hỏi nhiều lắm này này. Đen dáng rộng nhá. Xịn hết nhá. Em chào chị Từ Kiều Linh này. Hôm trước Nhung chị mặc có vừa không chị Linh ơi? À không phải dáng rộng đâu, con này nó dài các chị ạ. Nam nữ mặc được nhá. Tầm khoảng 55 đến 58 cân, đó là size ML đấy. 55 58 cân nhá. ML nhá. Nam mặc được, nhảy dài thế nhở. Đấy. Em 1m67 58 cân đây này. Con này 70.000 mới lắm. Mới tinh này. 70.000 chốt cho em mã 70 nhá. 70.000 mã 70 này mới lắm. Nam nữ bằng được, các chị có chồng ấy, cái dáng dài chắc là cho nam đấy. 70.000 mã 70. Úi dồi ôi, con này nỉ này. Con này hàng Uniqlo này, đẹp chưa? Con này nam nữ mặc xịn lắm này. Xinh chưa? Khoác nỉ nhá chị này. Tầm 55 cân nhá, cho chị size M đây. Con này nhá, đẹp lắm. 100.000 nhá. Khoác nỉ nhá, tầm 55 cân size M 100.000, mã 100. 100.000 mã 100 nhá, size M đấy. Các chị cứ trên dưới 55 cân nhá. Màu này rất là đẹp, sang. Màu trầm. 100 này. Trang Nguyễn trước này. Dự bị chị Cá Thu này. Chị Tít Hương sau này, Quỳnh Anh sau này. Tiếp này. Con này hàng thêu nhá, size M. Size M hàng thêu này các chị ơi. Hàng thêu size M cho em nhá. Đây. Nó kiểu để em xem đấy, nó chưa zip chưa vào được. Con này dáng crop top đấy. Size M dáng ôm đấy. Để chúc em xem khóa nhé. Chúc xem khóa đấy. Đây con này cũng thể thao này. Nó là chất nỉ thể thao nhé. Các chị size L này. Tầm 60 cân này các chị ơi. Tầm 60 cân nhá. Size L cho em nhá. 100.000 này chốt cho em mã xanh nhá. Chị nào 60 cân size L đấy. Nhiều kẹp tóc ấy. Mã xanh 100 nhá, chị 55 60 cân nhá. Thôi con này để 80.000 đi. 80.000 đi. Chốt cho em mã xanh 80 thôi.
Các chị tầm 60 cân nhá. Nó là size L đấy. Xanh 80 này. Xinh phết này. Cho chị Nguyễn Thị Lan Anh này. Tám mươi nốt này. Tiếp nha chị ơi. Con này mới lắm này. Con này các chị size size M nhá chị ơi. M, S, M bằng được. Ôm cực luôn. Nó cũng là màu xanh nhạt. S, M bằng được này. Con này chất dai đẹp này. 80.000 này. Chốt cho em mã này, mã nhỏ nhá. SM nhá, chốt cho em mã nhỏ 80 này, mới này. Chất dai, chất đẹp nhá. Các chị này, hình như miền Nam các chị hay mặc kiểu này đi chống nắng, nó có những cái tay như này này. Đúng không? Miền Nam là cái hàng này rất là đắt hàng. Khách miền Nam mặc 4 mùa luôn. Nhỏ Trang Nguyễn 80 này. Nhỏ cho Trang này. Tiếp này một con màu màu ghi đây này. Em nó ghi là size M nhá. Size M này. Đây những cái con này là những con hàng hiệu gì á, hiệu boy hay hiệu gì ấy. Đấy. Này chất nó đẹp. Con này ghi size M nhá chị này. 90.000 nhá. Chốt cho em mã này, mã ghi đi. Mã ghi 90 nhá. Size M đấy. Đấy. Hiệu này rất là khỏe luôn. Size M nhá, dáng ôm nhá. 90.000 đẹp. Con này chất đẹp này. Chốt cho em mã ghi này. Ghi cho Trang Nguyễn nhá. Ghi cho Trang Nguyễn này. Đây là một con khoác nỉ có mũ này. Con này khoác nỉ này, màu xanh than này, có mũ cho chị nhá. Con này chắc cho nam thì nó dài lắm. Đấy, nam chắc tầm 55 cân. Con này tầm 55 cân nhá chị ơi. Em không biết nam hay nữ luôn. Nam nữ bằng được nhá. Nó là size ML bằng được nhá. Tầm 55 cân này, đẹp chưa. Con này 90.000 mã mũ này, khoác nỉ nhá. Không, bạn ấy... chín mươi nghìn mã mũ chị ơi. Em 1m67 nhá, chị nào cao em chốt con này nhá vì nó dài lắm. Đây là con hồng này mới này. Hồng này các chị free size nhá, nó ghi là size L đấy, dáng rộng size L này. Con hồng này hồng mới nhưng mà mỏng mỏng này đấy, 70.000 nhá. Hồng mới mỏng mỏng 70.000, chốt cho em mã 70 này. Các chị size L nhá, size L chuẩn L đấy. 60 cân, 65 cân. Hồng mới 70 này. Hoang nhẹ thôi. Hồng mới 70, chốt hồng mới này. Size L thôi em nhé. Mua cho con gái rồi. Còn mấy con màu ghi này xinh lắm này. Màu ghi này dễ mặc lắm. Con này hiệu 361 này các chị ơi. Hàng hiệu này. Đúng rồi, tùy theo gu đấy. Tùy theo gu đấy chị ơi. Không cứ đâu. Hiệu 361 nhá. Các chị size L nhá. Ừ. L này M bằng được nhá. Nó cũng dáng ôm ôm thể thao đấy. Đẹp chưa. 140.000 này. Chốt cho em mã 140 nhá. Các chị M, L bằng được. Dáng nó rất là ôm nhá. 55-60 cân. 140.000 mã 140. Con này chất đẹp nhá chị ơi. Hiệu 361 nhá. Đấy. Chất nó rất là đẹp. Chốt chị Như Anh này. Em chào chị Như Anh nhá. Lâu lắm mới gặp chị luôn ấy. Chị Như Anh chúc vào vẫy tay của em một chút nhá chị ơi. 140. Chị Hạnh Nguyễn sau này. Tùy gu thôi chị ơi, không cứ đâu. Đây con này cũng dạng chống nắng đấy chị này. Chống nắng này chắc của nam hay sao? Con này ghi size XL nhá các chị. Size L là bằng được 60-65 cân. Con này dạng chống nắng này. Chống nắng này 80.000 nhá. Chốt cho em mã chống nắng này.
Nữ mặc được luôn này, nam nữ mặc được, có mũ nhá. Con này có mũ này. Đó. 80.000 thôi, chốt cho em mã chống nắng nhá. Các chị 60 65 cân đấy. Size L nhá. Chất này dai, chất chống nắng 80. Chốt em mã chống nắng. Mã chống nắng 80. Nhỏ. Nhỏ chị luôn em. Nhớ chị luôn. Em nhớ chị mà, em nhớ chị đấy. Em các chị mua một lần là em nhớ, trừ khi nhiều chị Facebook trùng tên nhau là em không nhớ thôi. Trừ khi Facebook trùng nhau em bị lẫn thôi, còn đâu là các chị mua một lần là em nhớ đấy. Này các chị này size ML mặc được nhá. Con ghi này xinh này. Ghi này 70 nhá. Mã ghi. 55 cân trên dưới 55 cân nhá. Ghi 70. Trên dưới 55 cân mã ghi 70. Ai lấy ghi chốt cho em mã ghi đây. Ôi con này xịn quá này. Này con này nhiều tem lắm ấy chị ạ. Con này như kiểu hàng Uniqlo ấy, xuất Nhật ấy. Nhìn chất là biết này. Đây là size SM đấy các chị ạ. Cái khóa nó cầm vào cũng xịn luôn. Size SM nhá chị này, xịn lắm. Đấy. Giống với con lúc nãy nhưng con này còn xịn hơn. Con này 100.000 nhá, cho chị size SM này. Chốt cho em mã xịn này. Mã xịn 100 này, thơm lắm. Chất này các chị cứ mặc yên tâm. Chả bao giờ sợ bùn xù với sợ bay gì. Xịn 100 này, chốt mã xịn nhá, cho chị size SM đấy. Xịn như Trang Nguyễn này, có đen size L cho chị cái. Trang Nguyễn này. Đen size L đợi em tí chị ơi. Đen L có đấy. Xịn Trang Nguyễn trước này, chị Hương sau này. Đặng Hoa sau này. Chị Cá Thu sau này. Đấy. Đẹp quá. Ê còn con cầu tốt này, cuối gần cuối. Vẫn còn nhiều hàng đó chị ạ. Em để bên này cơ. Em vẫn còn hàng em để bên phía tay trái em cơ. Cuối mạng kém rồi. Con này hai khóa crop top này các chị này size M nhá. Các chị tầm 55 cân size M nhá. Crop top này cái chất nó hay phết này. Đấy. Size M này tầm 55 cân nhá. Con này 90.000 này, chốt cho em mã ngắn này. Chốt cho em mã ngắn 90 nhá. Crop top này hiếm lắm. Ai lên ngắn chốt mã ngắn. Size M đấy các chị nhá. Mã ngắn 90. Mấy con đầu like đẹp lắm. Còn khách chưa inbox của em không biết khách có lấy không. Kẻ size L này. Size L này các chị ơi. Đây các chị tầm 60 cân đây. Nó có vài chấm bẩn ở đây này. Đấy. Con này bán chị 70.000 nhá. Chốt cho em mã kẻ size L. 70.000 mã kẻ. Nó có mấy chấm bẩn ở tay thôi. Về giặt chắc hết thôi. Những cái màu này nó chất nỉ cốt tông nó dễ bám bẩn. Đấy. Có mũ size L nhá. Kẻ 70 nhá, chốt mã kẻ. Đó chị tầm 55 60 cân nhá. Chốt cho em mã kẻ 70. Đợi em tí này. Con này lót lông nhá chị ơi. Lót lông ở trong này, toàn bộ lót lông trắng hết này. Đẹp chưa? Size S này. Con này nó ghi size S này nhưng các chị phải size M đấy. Lót lông này, 80.000 này, chốt cho em mã lót lông nhá. Size M 55 cân. Đây này, Hoa lấy con này này. À nó bị bẩn ở đây nhá. Bẩn một tí đây thôi. Lót lông 80 này. Chốt cho em mã lót lông cho Hoa. Đặng Hoa này. Nó bẩn chút ở kia nhá. Chị Hạnh Nguyễn sau này. Con này size 55 cân này. Con này các chị ơi, con này cũng crop top nhưng mà nó bị lỗi chút này. Đây, các chị phải size M nhá, 55 cân nhá. Nó hôm qua em xem nó bị bẩn ở đâu em bán con này nó cũng mới ấy.
Nó có vài vết bẩn ở tay này. Đấy. Bẩn mờ thôi. Nên em bán cho chị 60.000 nhá. Size M, chị nào phải size M nhá. 60.000 được con này rẻ quá này. Chốt cho em mã này 60 đi. Mã 60 size M tầm 55 cân trở lên đấy. 60.000 mã 60 nhá. Vài cái bẩn mờ đấy thôi. Đẹp chưa? 60 cho Trang Nguyễn này. Kiểu dơ mặt sau mới nhìn thấy á. Chị cá thu sau này. Đây lúc nãy có một con màu vàng nữa nhá. Em không biết các chị chốt các chị có lấy hết không ấy. Đợi em tí này em lên lại mấy cái con đấy này. Một con vàng họa tiết này. Kia các chị chốt đầu like không thấy inbox. Các chị khách mới đầu like chẳng thấy ai inbox cho em. Này các chị size M nhá. Trên dưới 55 cân này. 70.000 này các chị ơi. Con này xinh này. Họa tiết đẹp chưa. Trên dưới 55 cân nhá. 70.000 chốt cho em mã vàng. Có đợi chị tí. Con đấy độ mới nó chỉ tạm tạm thôi. Thì muốn lên những con đẹp nhất trước. Vàng 70 cho Thu Thu này. Con vàng đợi chị tí này. Thu Thu này. 70 này. Đặng Hoa sau này. Con da da vàng của ai chốt đấy nhỉ? Chắc chị lấy đấy, chị cá thu chốt được hay sao. Con này Disney này. Đúng cho bé thật. Con da da đấy là con màu chuối chị ạ. Con da da là màu chuối, màu xanh chuối. Con nỉ xanh này không ai chốt thì quá là buồn luôn nhá. Cái màu xanh coban này. Chị nào thích coban này, tầm 55 cân đấy chị ơi. Con nỉ xanh coban này tầm 55 cân này. 80.000 nhá. Chốt cho em mã xanh này, xanh 80 theo nhá. Đấy, xinh chưa? Các chị tầm 55 cân nhá. Xanh 80 mã xanh này. Nó phối rêu đẹp cực luôn. ML mặc được hết luôn. 55, 58 cân mặc được hết luôn. Mã xanh 80. Ê con này Adidas đây này. Đây Adidas size L của Nam này. Size L của Nam nó không mới lắm đâu. Nhớ chị ơi. Ai thích mặc hiệu. Nhìn hãng, nhìn hàng hãng hiệu. Nó không mới lắm đâu. Size L của Nam nhá. Bán con này cho chị 60.000 thôi. Mũ sọc treo trên xào. Con đấy to đấy. 60.000 đấy nhá. Chốt em mã 60 nhá. Đã biết. Nói chung em cũng không biết được. Nếu mặc lên đẹp phết. Con này đẹp phết nhỉ. Rẻ quá. Nhiều khi nhiều hàng quá. Con nào mới đét thì em thấy mới còn. Có những con mà nó không. Nó cứ nhờ nhờ ấy. Em không phân biệt rõ được mới đét hay không đâu. Nhiều hàng quá bị loạn đấy các chị. Mới đét thì nhìn thấy ấy. Còn cái 60 chị Tiết Hương này. Còn nhiều khi nó. Nó nhờ nhờ thì không cũng không không phân biệt. Không phân biệt hết được là mới bao nhiêu phần trăm. Nhiều khi không phân biệt được. Vì nó nhiều quá. Cả lên like đông nó cũng hay bị rối đấy. Đấy. Tiếp này con xanh này cũng to này. Con này phải 60 cân nhá. Con xanh này phải 60 cân đấy. Size L nhá. Con này 60.000 thôi. Nói chung độ mới ổn nhá. Con này độ mới ổn. Nó không cũ và nó không mới đét đâu. 60.000. Size L chị nào vừa lấy con này cũng đẹp này. Chốt em mã 60 đi. Nhá. Chốt em mã 60 này. Những cái con mà siêu phẩm thì phải bao mới rồi. Còn những cái con 60 chị Tít Hương nhá. Còn những con 50 đến 60, 70 thì nó cũng hên xui đấy các chị ạ. Nói chung cũ thì không có cũ quá đâu. Nhưng mà nó cũng hên xui con nọn kia thôi. Độ mới cũ em thấy như nào em báo trên like nhá. Rồi chị dễ mua nhá. 60 chị Hương này. Đây này con này họa tiết này các chị này. Họa tiết này các chị này. Con này free size nhá.
Rất là đẹp, ML mặc xinh nhá, con này 50.000 thôi này. 60 cân này các chị ơi, con này 60 cân nhá. Size L mặc xinh nhá, con đẹp này. 50.000 thôi, con này bán kỷ niệm các chị ấy, 50.000. Chốt mã họa tiết đi. Đấy, dáng đẹp chưa? 50.000 thôi nhá. Hoa, chốt mã cho chị đi Hoa. Chị muốn chốt cho Hoa lắm ấy, nhưng mà sợ mọi người lại kiện ấy. Cho Đặng Hoa này 50 này. Đặng Hoa 50 này. Đây con này mới tinh này các chị ơi, con này các chị mua chồng đi, mới tinh luôn nhá. 80.000 nhá. À, cho chồng khoảng 55 cân đấy. Cho chồng khoảng 55 cân này, 80.000 mã mới này. Ơ đống đằng sau là nỉ nhung nhá, là bộ nỉ nhung. Bộ nỉ nhung trước chị chưa bán được đâu, cuối tuần chị mới bán đấy, tại vì là sang thứ hai là Đại Hàn đấy. Đầu tuần sau là Đại Hàn nhá, thì cuối tuần chị sẽ bán, tuần sau là lạnh nhất ấy. Toàn 13 đến 15 độ thôi. Còn tuần vừa rồi là dự báo kiểu gì có thấy lạnh đâu. Này, mới này, mới 80, mới tinh nhá. Theo đây là theo đấy chị này. Chốt cho em mã mới 80, chị nào cao nhá, chồng đấy. Mét 6, mét 7 đấy. Mới chị Tít Hương này. Con xanh chuối chị nào chốt chắc rồi ấy, chị nào khách quen ấy, hình như của chị Cá Thu đấy. Mới chị Tít Hương nhá. Sang tuần là lạnh lắm. Mấy con có mũ 55 cân. Đợi em tí này. Đây con này to này chị Như Anh này. Con này cho chị size L hàng thêu này. Mới lắm, con này cũng mới lắm. Đấy nhưng nó chất nó bông bông ấy. Size L nhá, con này bán cho chị 70.000 này, chốt cho em mã xanh cũng mới lắm. Size L nhá, dáng rất là bom này. Xanh 70 nhá, mới cực luôn, thêu này. Các chị mà size L đâu là thích thể thao này, chất nó bông bông nhá. Nhưng mà mới cực luôn ấy. Xanh 70 mã xanh nhá. Các chị tầm size L 60 cân đấy. Xanh 70 chốt em mã xanh. Lên lại con này đẹp. Mấy con đẹp đẹp này em lên lên nhớ chị mấy con đẹp này. Con này chất đẹp 55 cân này, chất đẹp lắm. 55 cân này các chị ơi, size M nhá. Con này 60.000 thôi này, chốt cho em mã đẹp này. Đẹp cực luôn, chị nào size M lấy con này chất nó rất là xịn ấy, dai chất lắm. Đấy. 60.000. Chốt cho em mã đẹp này. Chất dai đẹp các chị ơi, tầm 1m55 mà 55 cân mà đẹp lắm đây này. Đẹp cho anh Quỳnh Phan này. Anh Quỳnh Phan này. Chất rất đẹp. Chị lấy anh Quỳnh Phan lấy hơi bị nhiều nhung đấy. Về bán hay về mặc đấy anh Quỳnh ơi. Anh Quỳnh lấy về bán hay về mặc, chị thấy lấy nhiều bộ nhung đấy. Này. Size L đấy chị ơi, 60.000 chốt cho em mã ghi này, đẹp chưa? 60 65 cân được luôn nhá, dáng rộng nhá. Mã ghi 60 nhá, size L. Mã ghi 60, chốt cho em mã ghi. Đây con này cũng xinh này. Con này đẹp, thích size L này. Đẹp chưa? 70.000 chốt cho em mã sọc này. Sọc 70 nhá, size L chị này. Dáng rộng này. Thể thao này, tay bồng này, đẹp chưa? 70.000 mã sọc này. Ghi cho ai đây này? Ghi chị Tít Hương này. Chị Tít Hương con ghi đấy chị mua cho ai đấy, nó to mà nhỉ. Mua cả nhà ai vừa thì à thế à, chị lại cứ tưởng là mua về bán. Thấy mua nhiều. Mua về mặc thì thích ấy, mua về bán, ai mua về bán chị chỉ sợ bán không được giá thôi. Còn chị thích bán cho khách lẻ hơn. Chị Hương lấy à? Chồng chị đấy ok này. Ghi chị Hương chốt trước đấy, chị chốt sau nhá. Rồi em hỏi lại sai thôi. Ghi này. Tiếp nhá chị ơi. Này con đen này đẹp này, chị không lấy đi này. Đây này, con đen chả biết hàng nước ngoài hay sao này. Con này hàng xịn phết đấy, con đen nam này. Tầm 55 cân nhá chị ơi, con này 60.000 nốt này.
Chốt cho em mã này mã 60 nhé. Hai khóa 60.000 mã 60 nhé. Thực ra khách sỉ cũng thích bán nhưng mà chỉ ngại là nhỡ đâu họ không bán được ấy thì mình lại ngại ấy. 60 chị Tít Hương này. Chị có trong nhóm này à? 60 chốt chị Tít Hương này. Chị Tít Hương này, 60 này. Hoa sau này. Ờ đúng rồi đấy. 60 chị Tít Hương này. Đây con nâu. Có xem còn con nào đẹp. Đây này, con này đẹp này, chị nào đen mới tinh này. Size L chị ơi. À con này hôm nay em mặc rồi nhỉ, quên. Con này 55 đến 58 cân nhá. 50.000 này mã đen mới. Nó dài lắm. Đen mới 50, đen mới 50. Đây này con nỉ khóa có mũ này. Con này khoác nỉ nhá. Khoác nỉ các chị ơi, ngoài nó là nỉ nhá. 55 60 cân nhá các chị, size ML mặc được nhá. 60.000 nốt này, chốt cho em mã khoác nỉ này. Size M 55 cân nhá, có mũ luôn đấy. Khoác nỉ 60 chốt em mã khoác nỉ này. Tầm 55 cân nhá, con này đẹp mà không ai chốt à, có mũ khoác nỉ luôn này. Rẻ và đẹp. Khoác nỉ 60 chốt cho em mã khoác nỉ này. Có hai con này của chị khách ấy, chị chốt chắc chị không lấy nữa nên em xả ra đây. Từ hôm qua không thấy. Hẹn cọc không thấy cọc này. Size L nhá. Size L này, con này bán nốt 70.000 nhá, mã đỏ này. Size L giúp em mã đỏ 70 nhá. Đỏ 70 có mũ này chị này. 60 cân đấy. 55 60 cân nhá, tùy chiều cao chị nhá, cứ size L em nhá. Mã đỏ 70. Xanh này, khoác nỉ xanh chuối này, trong lót lông của chị này. Này mặc ấm cực luôn. Cũng size L đấy. Của chị được hai con đấy. Cũng size L nhá chị ơi. Xinh chưa? 80.000 nhá. Chốt cho em mã này mã xanh. Xanh 80 nhá. Cổ lông đấy. Đây. 55 60 cân nhá, con này đẹp quá này. Hôm qua chị khách chị chốt. Mới chưa? Xanh 80 mã xanh này. Khoác nỉ các chị thích màu sáng này. Xanh như Trang Nguyễn này. Xanh như Trang này, hoa sau này. Bác hàng ơi, tí bác ra mua em cái bánh chưng với cái xôi gấc nhá. Không được sợ nó hết xôi gấc ấy. Chờ ra mua luôn đi. Đây đó. Giờ ra mua luôn, em để trong tủ đấy. 10.000 xôi gấc hả? 10.000 xôi gấc với một cái bánh chưng đi. Bánh chưng rán hả? Vâng, rán non thôi, đừng rán già. Tiếp này bây giờ em lên đồng giá 50 nhá. Đồng giá 50 nhá chị ơi. Con này size gì đây? Con này ghi size S này. Nên các chị SM vào được. Đồng giá 50 nốt này. 50-55 cân nhá, 50.000 mã ghi này. Mua cho bà này. Có con này xinh này. Hàng 50 này độ mới nó chỉ tạm ổn thôi nhá chị ơi. Độ mới nó vừa vừa thôi, nó không được mới đâu. Không mới đét đâu nhá. Nói chung em thấy ổn ổn nhá. 50-55 cân này, con ghi này. 50.000 mã ghi này. Xinh này, mã ghi 50 này. Đồng giá 50 đi. Cuối lai con này con xám này. Hàng cũ thì em lọc hết rồi nhá chị ơi. Đấy, cơ hàng độ mới nữa cũng ổn ổn này. Size M nhá, cũng 50-55 cân này. 50.000 mã xám này. Những con này các chị mặc khoác ở nhà nhá. Đi chợ hoặc đi chơi với bạn bè được nhá. Còn đi làm thì cũng được luôn. Nhưng mà tùy thôi. 50.000 chốt cho em mã xám. Màu đỏ màu xanh. Ờ đúng rồi. Nhiều bà ấy mà vẫn thích mặc màu sáng mà. Này đẹp chưa? Mấy con này vẫn đẹp lắm chị ơi. Mấy con này vẫn đẹp mà. Xám 50 mã xám này. Hồng này.
55 cân nhá. Con này 40.000 này, chốt cho em mã họa tiết này, xám chị Tít Hương này. Họa tiết 40 luôn này. Xám chị Tít Hương này. Chị ơi, chẳng qua là em không thấy nó không có còn hiệu nữa với cả không ấy thôi, chứ còn nó vẫn đẹp mà. Con này ghi rộng nữa chị này, nó vẫn đẹp mà này. Ghi này các chị này, 55-60 cân nhá, đẹp chưa. 50.000 này, mã ghi này. Con này chắc nam mặc được ấy. Con này mới này. Đấy. Mới, nó mỏng thôi nhưng mà nó mới tinh này, nó khoang mỏng nhẹ nhẹ thôi. 55 cân, mã ghi này, ghi 50, chốt cho em mã ghi, mới cực luôn. Vì nó không không đanh chất thôi. Đây con này hiệu Anta nhớ chị này. Hiệu Anta chị này. Ai đi đắt size L không còn chị ơi. Chị Như Anh ơi không còn đâu. Hiệu Anta nhá, 50.000 nhá. Cho chị size L nhá. Nó co giãn nhá, 55 đến 60 cân bằng được. Hiệu Anta nhá, 50.000 chốt cho em mã cam. Cam 50. Ai lấy cam chốt cam. Một con đen này, nếu chung em thấy cũng vẫn đẹp đấy các chị ạ. Chẳng qua là hôm qua soạn muộn muộn này thì cảm giác nó không ấy thôi. Con đen này các chị này. Đen các chị tầm 55 cân nhá, con này size M đây này. Này. Hàng của gì đây? Đây những cái hàng hãng nó hay có tem mác này ở ngoài lắm. Đấy. Em 1m67 58 cân nhá này. Đen 50 này. Em 1m67 58 cân nhá chị ơi, mặc cái hàng nỉ cốt tông này nó còn có độ co giãn đâu chị này. Các chị tầm 55 cân này. Trên dưới 55 cân. Mã đen 50 này. Cam 50 chị Huế Lê này. Mã đen 50 chị ơi. Đen 50 cho chị Tít Hương này. Cái chất nó vẫn là đẹp đấy, nhưng mà độ mới thì nó sẽ không được bóng bóng như mấy cái đầu like kia. Còn cái chất mặc dễ chịu lắm. Xanh này các chị ơi. Xanh này size L đây này. Hàng sport này, hàng này, hàng thể thao này. Size L nhá. 50.000 luôn này. 50.000 này, size L, chốt em mã xanh 50 này. Đẹp không? Đẹp phết chứ nhỉ? Này. Nhiều khi các chị mua được những con này 50.000 về các chị này, sướng đời luôn này. Đẹp phết chứ. Xanh 50, mã xanh này. Rồi, con chị nào lấy con này đi. Con này đẹp quá này, con 50.000 này. Thể thao này đẹp chưa này. Đấy. Nó cũng mới, nó cũng ổn phết đây này. Xanh 50, mã xanh này. Đẹp thế, con 50.000 thôi. Tiếp nhá. Con xanh ấy đẹp đấy chị ơi. Con xanh chất nó đanh chất mà dày lắm nhá. Tối chị không nhá. Xanh chị Phan này. Chị chỉ like mỗi sáng thôi. Sáng mai nhá. Jessica. Chị Jessica. Con này size M nhá, 50.000 chốt cho em mã phối. Rồi con này 50.000 rẻ lắm đấy, không phải rẻ vừa đâu. Con này hàng thể thao luôn đấy chị ạ. Chốt đủ đơn nhá chị ơi. Size M này 55 cân. Phối cho đặng hoa này. Phối sau chị Cá Thu sau này, chị Huế Lê sau này. Chuối này còn con màu chuối này, chị nào thích màu chuối này. Con này nó ghi size M này, dài thế nhỉ.
Con này ghi size M dáng parka nhé, 50.000 nốt này. Size M dáng parka 50.000 nốt này. Bộ nhung thì thứ 6 nhá, mai em sẽ lên nỉ nam này. Còn bộ nhung thứ 6, thứ 7, chủ nhật nhá. 3 ngày em like nỉ nhung, sang tuần thì có phao dài nhá. Này. Parka từ trên dưới nhá. Size M tầm 55 cân nhá. Đấy. Dáng dài các chị ạ. 50.000 này, mã chuối này. Mã chuối em chỉ chốt đơn trong ngày thôi chị ơi. Chốt đơn trong ngày thôi, qua ngày là hết đơn là mất đơn nhá. Hồng này xinh này. Chất toàn chất đẹp thôi. Chất nó cốt tông nó dai chất. Đây con hồng này size M nhá. Này. Cuối like em xả nốt 50 nhá. Các chị mua hàng đầu like toàn hiệu 100 các thứ thôi. Cuối like này còn ít em xả nốt 50 nhá. Hồng 50 chị ấy này. Ok chị này. Đấy. Khóa nó mắc vào đây thôi. Thế à chị Vân. Ok em cảm ơn chị Vân nhá. Đấy. Hàng nỉ này đa phần là khách đều khen đấy chị ạ. Này, đa phần đều khách khen. Hồng 50. Xanh nhá chị ơi. Xanh này size M, xanh phối hồng này. Đấy. Cuối like là 50 hết này. Chốt cho em mã xanh này. Xanh 50 size M nhá. Con này xinh này. Xanh 50 này, mã xanh này. Xanh 50. Con này hàng theo đằng sau nhá chị ơi. Hàng theo đằng sau nhá. Đây này. Nó nhiều như con này hiệu này. Nhưng chất nó cốt tông đấy. Size M đấy. Con này size M nhá. Những cái con mà tem mác to ở trên cổ áo là con chất nó xịn đấy. Con này nó không mới lắm đâu. Em bán cho chị em xem nào. Nó không mới lắm đâu á chị ạ. 30.000 chốt mã 30 này. Xanh cho chị gì đấy? Jessica, chị vào inbox của em nhé chị ơi. 30.000 mã 30 nhé. Kiểu các chị mặc đi chợ búa ấy, đi làm ấy thì cũng được. Còn đi công sở thì các chị chọn những hàng siêu phẩm 100, 150 ấy. 90, 80 đến 150 gì đấy. Còn những hàng này các chị mặc đi chợ búa được. 30 cho đặng hoa hoặc khoác ở nhà ấy. Đặng hoa 30 này chị Hương sau này. Một con xám này trong lót nỉ cho chị này. Size L nhá, con này hiệu Anta đấy. Con này hiệu Anta nhá, nó ghi là size L nhưng mà form ôm lắm. Các chị tầm 55 cân mà cũng được luôn đấy. 55, 58 cân nhá. 50.000 luôn này. Con này đẹp này. Chốt cho em mã xám này. Ok chị này, đây này. Con này quá đẹp luôn, mới này. Xám. Thế em lên đầu like rồi chị ạ. Còn xịn hiệu các thứ là đầu like các chị chốt hết rồi. Em không biết là các chị có lấy không. Còn những cái hàng này nó vẫn vài con hiệu đấy. Xám cho chị Hối Lê, dự bị cho đặng hoa này. Xanh chị sau đấy. Em không. Đây con này đẹp quá nhỉ. Con này chất xịn lắm này. Đẹp lắm. Con này đẹp quá. Một con xám tiếp này, con xám vừa rồi, con xám này đây này. Đây là tem mác chị này, nó toàn hàng ấy thôi, hàng hãng thôi. Ừ, đầu like các chị thích săn hàng hiệu mà. Nói chung mọi người đều thích săn hàng hiệu nên đầu like thì ai khỏe mới chốt được. Con này khóa đồng nhá, con này 50.000 các chị, 55 cân này. 50.000 thôi, chốt cho em mã khóa đi này, xinh chưa? Như hàng này các chị cứ về giặt là treo tủ các thứ là đẹp lắm.
khóa 50 mã khóa này. Ok Huế nhá. Xinh chưa? Các chị tầm 55 cân trên dưới đều được nhá. Nó co giãn mà. Cái chất cốt tông này mình mẹ dễ mặc lắm. Cái chất cốt tông này mặc dễ chị ạ. Chất đẹp. Size L chị ơi, 60 cân này. Đấy. 60 cân nhá, coi 40.000 chốt cho em mã hồng này, hồng 40 này. Size L nhá. Mã hồng 40 nhá. Hồng 40 chốt cho em mã hồng. Hồng 40. Đây này, chính ra những cái chất này là những cái chất cốt tông nó nhèo nhèo như này, nó bèo nhèo này, em cứ nghĩ là nó không mới nhưng mà thực ra là chất nó đẹp và toàn hàng hãng thôi. Đấy. Đấy, cái chất cốt tông nó cứ mềm rũ này, em cứ nghĩ là nó không mới chị ạ, nhưng mà chính ra chất nó đẹp nhá. Mà bây giờ mới để ý cái mác đằng sau cổ nó toàn hàng hãng đẹp thôi. Chào chị Hồng Duyên nhá. Size L này chị này. Con này bẩn rồi. Chị nào có đơn em tặng này. Size L chốt em mã tặng nhá. Bẩn này chắc không giặt được đâu. Chốt cho em mã tặng này. Tặng một con cho chị phấn khởi nhá. Tặng cho Đặng Hoa đi. Tặng cho Đặng Hoa nhá. Tặng cho Đặng Hoa con này nhá. Tiếp nhá chị ơi. Đây con đen kẻ cho chị này. Con này chắc của nam hay sao nhỉ? Con này to thế nhỉ? Con này chắc của nam nhỉ? To đấy nhỉ? Con này nó không mới đâu chị ơi. Con này... Thôi con này cũ em bỏ ra luôn đi. Ừ, nếu mà chị kiểu đi làm nhiều những cái việc đi... ấy này. Đi làm lao động các thứ các chị mua những cái... Này con này chui này, con này rất đẹp nhá. Hàng chui nhá. Chất dày đanh này, nỉ chui này. Nỉ chui này á. Hàng đắt cực các chị toàn bán 80-90 nghìn thôi. 60 nghìn nhá. Size M chốt cho em mã chui này. Chui 60 này. Size M nhá, coi đẹp này. 55-58 cân nhá. Form rộng nhá. 60 nghìn mã chui chị nỉ đấy. Nỉ hot đi dày đấy. Nó ghi đúng size M luôn này. Chui 60 này. Con chui này các chị mua đi, hàng hiếm cực. Nỉ hot đi chất dày nhá. Nói chung độ mới nó ok đấy các chị ạ. Độ mới ổn nhá. Đây này. Thực ra nó còn nhiều con mới lắm. Em soạn hàng em không soạn kỹ được. Cũng còn nhiều con rất mới. Con này hỏng khóa chị ơi. Về đi thay khóa nhá. Hỏng khóa chị ra hiệu khóa 10-20 nghìn thôi. Những con này này 60 chị Tít Hương nhá. Mới cực luôn mà nó bị hỏng khóa này. Hỏng khóa này 20 này. Size M nhá, 20.000 mã hỏng khóa. Đây chị Tít Hương này. 60 này.